Con người chúng ta bây giờ quý vị nghiệm lại coi, bây giờ giữa hai cái khổ, khổ thân với khổ tâm, mình sợ cái khổ nào nhất? Khổ tâm. Tại vì khi mà khổ tâm rồi á, mắt nó không vui, cười nó không tươi, nguyên diện nó héo, ăn không biết ngon, thấy không hiểu, nghe không thấu, tâm khổ. Mà bây giờ một chút xíu mà vui trong lòng thôi, ăn cơm nước tương vẫn ngon. Chỉ cần ngồi được cạnh người đó thôi, không cho mình ăn cũng vui. Nhưng mà nếu mà mình không ưa cái người đó rồi, không muốn nhìn mặt, không muốn nghe tiếng. Cho nên cái tâm lý rất là quan trọng. Thế thì Đạo Phật dạy mình tu gì? Tu tâm. Mà chúng ta cứ nói là tôi tu tâm, tôi không cần đi chùa, tôi không ăn chay niệm Phật như mấy người, tôi tu tâm. Hỏi tu tâm tu làm sao? Ăn hiền ở lành. Ăn chưa có hiền, ở chưa có lành, người ta đụng tới mình vẫn chửi, người ta sùm mà, phải không? Rồi mình còn ăn những cái món ăn khủng hoảng quá mà. Đó, tôm phải ăn tươi, cua phải bấy bò mới chịu. Đó, sợ cua chết lắm sình. Cá phải cá tươi. Thì cái ăn của mình chưa chưa hiền, ở chưa lành thì sao gọi vậy? Như vậy muốn tu tâm thì chúng ta phải làm sao quân bình cái tâm lý của chúng ta. Thì muốn quân bình như vậy á, thì chúng ta sống, chúng ta làm gì, mỗi ngày chúng ta có mục đích. Phá Hoà ví dụ, hôm nay sáng thứ hai thức dậy, hôm nay mục đích của tôi là đi chùa Phổ Linh để được dự một buổi pháp thoại. Thì mình đã đặt cái mục đích đó rồi, thì người khác có nói gì, có rủ đâu, nó không, tôi có chương trình rồi, mình không bị xáo trộn. Nhưng mà rồi ví dụ bây giờ mình xách giỏ mình đi làm đi, mục đích đi làm để làm gì? Kiếm tiền hay kiếm chuyện? Kiếm tiền. Mà vô người ta có cho mình kiếm tiền dễ dễ thoải mái không? Không. Tại vì tiền ai cũng muốn kiếm, kiếm chuyện mới được kiếm tiền. Cho nên mình nghĩ thôi tôi vô đây tôi kiếm tiền không kiếm chuyện. Chỉ đặt một cái mục đích. Người đi xuất gia phải hiểu được cái mục đích đi tu của mình để làm gì. Không phải chỉ vô chùa ở cho hết ngày hết tháng, mà mục đích của mình nói cho cao á, là trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh. Còn nếu nói gần, tự độ cho mình và độ cho người. Ở mình không sướng sao? Bắt chước người ta đám cưới làm chi vậy? Đám cưới rồi không lo cho người ta, biết lo cho mình không à? Vậy thì chúng ta có một cái một mình đặt một cái vấn đề là tại sao chúng ta phải lập gia đình? Người Việt mình dùng cái từ là lập gia đình. Nó chưa có, mình đem hết tất cả năng lực của mình thành lập nó. Nhưng mà mục đích thành lập cái gia đình mình không có, cho nên dễ đổ vỡ. Cho nên mình sống á, mình có một cái tiêu hướng. Cho nên tại sao chúng ta đặt một cái bàn Phật để mỗi ngày chúng ta đứng trước bàn Phật chúng ta lễ? Vì bức ảnh Phật đó là cái tiêu hướng của mình. Tại vì nhiều khi chúng ta sống mà chúng ta không có phương hướng. Cho nên người xưa có câu tâm bất tại an. Tâm bất tại an nghĩa là tâm không bình an. Thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết hương vị của nó. Kiến nhi thấy như là không thấy, nghe như là không nghe. Ví dụ bây giờ ngồi đây mà có một người đang buồn khổ gì đó, nhưng mà tại nghe người ta nói bữa nay đi nghe giảng đi, không chừng vui gì đó, nhưng mà ngồi đang khổ quá cho nên ngồi hờ người đó đó. Ổng cũng ngồi hết buổi vậy, hỏi nãy giờ có nghe gì không? Dạ nghe. Hỏi nghe gì? Nghe lải nhải. Tại vì tâm bình an. Thì có những người ngồi nghe cái tiếng mà không nghe được cái ý. Có đôi lúc mình ngồi đó, mình thờ người ra, người khác nói gì mình vẫn nghe, mình không hiểu người ta nói gì. Tại vì sao? Bây giờ bên trong của mình nó có nhiều vấn đề lo lắng. Cho nên á, lỡ mà mình có bệnh á, thì mình phải biết rằng tôi đang có thân bệnh. Và tôi may mắn là bác sĩ đã tìm ra bệnh của tôi. Vì tìm được bệnh của tôi, cho nên bác sĩ sẽ cố gắng tìm cho tôi phương thuốc chữa bệnh.
mình quân bình cái tâm lý mình liền. Tại vì phần lớn người Việt Nam rất sợ hai chữ ung thư. Chúng ta bây giờ rất sợ hai chữ đó. Mặc dù người ta có thể nói với mình không, cái này có thể chữa, nhưng mà mình không biết chữa được không, mà mình không biết có thuốc không. Nhưng mà nghe hai chữ đó là bắt đầu hồn siêu phách tán, sợ lắm, tâm lý bàng hoàng. Vì vậy cho nên mỗi ngày sáng ngủ dậy mình đi đâu, làm gì, mình sẽ có được một cái mục tiêu của mình. Vì vậy cho nên á, mỗi khi mình đến bàn Phật, mình nhìn lên bàn Phật, ở trong cái chùa đó nhất định phải có một chỗ đặt bàn thờ. Hồi xưa người ta nói đặt bàn thờ phải coi hướng. Có nhiều vị quan niệm là phải đặt ra cái hướng cửa nhà chính, hay là hướng chỗ nào mà sáng sủa vậy đó. Thật ra thờ Phật